Xin chào các em. Ở tiết học trước chúng ta đã nghiên cứu hai dạng bài tập của axit là phản ứng cộng với hydro và cộng brom. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu dạng phản ứng tiếp theo, đó là phản ứng tráng gương và các bài tập liên quan với nó. Và trong bài tập về phản ứng tráng gương, thầy sẽ thỉnh thoảng lồng một số bài tập liên quan cả phản ứng cộng hydro vào nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu lý thuyết của phản ứng tráng gương. Trong buổi ngày hôm nay, thầy sẽ xét phản ứng tráng gương một cách có quy luật, quy tắc, không xét trường ngoại lệ. Chúng ta học ở phần lý thuyết biết rồi. Tất cả phần anhydrid thì chỉ có một duy nhất anisophobic là ngoại lệ thôi. Vì vậy để nghiên cứu sâu hơn cái dạng anisophobic đó thì buổi sau chúng ta sẽ nghiên cứu một bài riêng các bài tập để nhận dạng anisophobic và kỹ năng xử lý bài đó như nào. Vậy thì buổi hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu trường hợp tổng quát của những anhydrid bình thường không phải phobic. Thì cho dù là một chức hay là có bao nhiêu chức đi chăng nữa, chúng ta đều có phương trình tổng quát như nhau. Đẹp. Và trong phản ứng này em nhớ một điều là R không liên quan gì cả mà chỉ phản ứng với số lượng nhóm chức thôi. Chúng ta có phương trình tổng quát của phản ứng tráng gương 2Z AG NH3 NH đây Phức. Các em chú ý mặc dù cái viết của Phức này nó tương đối phức tạp với nhiều bạn vì nó sẽ trình nâng cao, nhưng ta cũng không nên chuyển thành AG2O hay AG N3 gạch chéo NH3, vì với cách viết đó thì nhiều khi cái sản phẩm bên tay phải của em lại không giống chúng ta giống chương trình đi thi. Đúng không ạ? Trong trường hợp này sản phẩm đó là muối RCONH4 và giải phóng ra bạc. Một nhóm thì là một Z nhóm thì chỉ việc nhân lên Z thôi. Chúng ta giải phóng ra 2Z AG cộng với 3Z NH3 và cộng với 1Z phân tử nước. Đấy. Phương trình thì không vấn đề gì khó khăn cả. Và bản thân phương trình này vì nó đơn giản, nhiều khi các em không cần viết phương trình mà em hay tỉ lệ là một anhydrid ra hai bạc nếu đơn chức, đúng không? Vì vậy nếu đa chức ta làm như nào? Nếu em lấy số mol bạc chia cho số mol anhydrid, đúng không? Chúng ta được là 2Z. Vậy thì Z bằng gì? Các em nhớ nhá, lấy bạc này chia số mol anhydrid thì được là 2Z. Nhưng tôi chỉ muốn tính Z thôi. Thì Z chúng ta lấy số mol bạc chúng ta chia số mol anhydrid. Anhydrid rồi ta chia cho 2. Thì đây là cách nhẩm nhanh để tính được số nhóm chức là bao nhiêu. Các em chú ý được chưa? Trừ trường hợp anisophobic ra. Thầy nhớ. Trừ trường hợp HCO ra. Và như thầy nói, trường hợp này chúng ta nên xét riêng một dạng của tập riêng. Và đề thi nó hay rơi vào trường hợp này ở số chức đặc biệt. Nên ta xét riêng ra. Vậy thì trong quy luật của bài này, nhiều khi chúng ta có hỗn hợp nó không cứ phải là một anhydrid đơn chức, mà không phải là tất cả đều đa chức, mà có thể là lẫn là cả hỗn hợp đơn chức và đa chức. Vậy em sẽ thấy một kinh nghiệm này này. Trong bài thi nhiều khi muốn lay hơn, ta nhìn thấy tỷ lệ mol. Chúng ta có một mol anhydrid thì có Z mol CO. Kết quả chúng ta thu được là Z mol bạc, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ tìm được một mối quan hệ thứ hai rất quan trọng là gì? Số mol của bạc sinh ra luôn luôn bằng hai lần số mol của cái nhóm anhydrid thôi. Và đương nhiên cũng phải trừ trường hợp HCO ra. Cái thông tin rất quan trọng nhé các em nhé. Đấy. Bằng 2 lần số mol của anhydrid trong tất cả hỗn hợp. Lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai, phản ứng này thì gọi là phản ứng tráng gương. Nhưng ta học ở phần hydro carbon, ta thấy rằng có cả an một in. Chú ý. Phản ứng của an một in cũng phản ứng nhưng mà phản ứng thế với bạc. Thế với phức bạc AgNH3 hai lần đồng hóa. Và thầy lưu ý cả lớp, không phải phản ứng tráng gương. Không phải phản ứng tráng gương. Vì bản chất phản ứng tráng gương là sinh ra bạc là phản ứng oxy hóa, còn phản ứng thế này không hề sinh ra bạc. Ta lấy ví dụ như chất điển hình ta là acetylen cộng với hai phức bạc, vì ở đây có hai nguyên tử hydro bị thế. Khi đó ta không hề sinh ra bạc, cái tổ hợp lại sinh ra acetylen bạc, acetylenua bạc, kết tổ lại là màu vàng. Đấy. Cộng với 4N3 và hai nước. Các em chú ý là cũng sinh ra kết tổ nhưng không phải kết tổ trắng và cũng không gọi là phản ứng tráng gương. Vậy thì một số đề muốn hay, người ta sẽ lồng cả hai kiến thức của hai phần này vào. Tức là gì? Chúng ta vừa có một anhydrid, chúng ta vừa có một liên kết ba đầu mạch. Rơi vào trường hợp là anhydrid không no. Ví dụ trường hợp này CO. Đây.
Ví dụ trường này có thể đơn chức có thể đa chức, ta mở rộng ra cũng được. Thì trong trường này sẽ phản ứng bao nhiêu bạc? Ta nhớ này, một thằng anh ít này cần 2 bạc. Đây có một thiêu linh động của liên kết 3 nữa. Vậy là thêm một bạc thế đấy. Chúng ta thể nhập được ngay giá trị của bạc phước là 3 AG NH3 hai lần OH nhiệt độ. Nhắc lại nhé, hai bạc sẽ vào đây, hai bạc vào đây, và một bạc sẽ vào thế hydro của liên kết 3. Kết quả chúng ta được những hai cái tổ liền CAG cũng màu vàng C. Cái nhóm CO vẫn chuyển thành nhóm COO NH4. Và một nhóm anhít chúng ta vẫn thu được là hai nguyên tử bạc, còn lại là NH3 và nước cân bằng. Đấy. Kiểm tra lại số nấc 3 rất nhanh thôi. Thực ra nó không ảnh hưởng bài toán, đếm nhanh thôi. 3 x 2 là 6 nitơ. 6 nitơ ta trừ đi 1 nitơ ở đây, còn lại 5 nitơ. Yeah. Đếm nước thì đếm oxy, 3 oxy cộng 1 oxy là 4 oxy. 4 trừ 2 thì điều này còn lại 2. Nhưng thầy chỉ lưu ý các em là chúng ta có hai cái tuổi nhá. Cái tuổi màu vàng và thứ hai là cái tuổi bạc màu trắng, đúng chưa? Cái tuổi vàng. Đấy. Thế làm thế nào biết được dấu hiệu của phản ứng này? Làm thế nào biết được đó là anhít và có nối ba đầu mạch? Các em quan sát. Thông thường thì theo luật bảo toán nguyên tố, nếu nó chỉ sinh ra bạc thuộc anhít thôi thì số mol phức bạc như các trường hợp trên này, hai test này phải bằng số mol bạc sinh ra. Đúng không ạ? Vậy thì ta thấy ngay một điều là gì? Số mol của AgNH3 hai lần OH phản ứng nó sẽ lớn hơn số mol bạc sinh ra. Rõ ràng là không hề mất đi, chứng tỏ bạc nó phải chui vào phản ứng khác và chỉ có thể là phản ứng thể. Trong cả chương trình các em học chỉ có hai loại phản ứng được với bạc thôi, phức bạc. Đó là phản ứng thứ nhất oxo anhít, thứ hai là phản ứng thế anmodin. Đây là toàn bộ hệ thống lý thuyết của chúng ta ở dạng bài tập phản ứng tráng gương. Tôi lấy một ví dụ điển hình bài tập số 1 để khai thác lý thuyết vừa rồi. Đốt cháy M gam hỗn hợp X gồm anhít malonic, anhít etandian này, anhít acetandehyde này, anhít acrylic này. Tóm lại là các anhít rất khác nhau, no có, không no có, đơn có, đa có. Thì cần là 0,975 mol oxy và thu được 0,95 mol CO2, 0,65 mol nước. Cũng lượng đó đem phản ứng tráng gương, ta thu được là bao nhiêu gam bạc. Vậy trước tiên, chúng biết X là gì đã. Yeah. Thứ nhất, X là malonic, tức là anhít ứng với acid malonic là anhít 2 chức tổng 3C, xong là nhất. Acetanhít, tức là acetic, đúng không ạ? C3CO. Etandian, 2C, 2 nhóm chức. Và cuối cùng, anhít acrylic là đại diện của không no. Nhiều bạn là nghĩ chuyện rằng thì nó có no không no, nó có K bằng 1, K bằng 2 rồi lấy chuyện NCO2 trừ là nước. Ta thấy không quy luật ở đây. Vì có những trường hợp K bằng 2 đơn chức, nhưng có trường hợp K bằng 2 là 2 chức. Vậy đâu không có dùng được. Vậy thì bài này rất tổng quát, đúng không ạ? Không có quy luật nào thì tốt nhất chúng ta cho về công thức trung bình. Một công thức duy nhất, R trung bình CO tất cả Z. Công thức thỏa mãn tất cả trường hợp. Và nếu ta nắm được nhóm chức này rồi, ở đây không có anhít phosphoric. Vậy thì nếu em tìm được số mol anhít bao nhiêu giống lý thuyết, chúng ta chỉ việc nhân đôi lên ta được số mol bạc, đúng không ạ? Tức là 2Z3 chẳng hạn. 2Z3. Hay là cách khác, thầy nếu có một nhóm CO chúng ta tráng gương, chúng ta sẽ được là 2 mol bạc. Thế làm là tính số mol nhóm CO thì số mol của nhóm CO lại trở về bài tập đốt cháy bảo toàn nguyên tố oxy, đúng không ạ? Chúng ta có ngay bảo toàn nguyên tố oxy. Thì dù là đơn chức hay đa chức, ta có NOC ở trong hỗn hợp X cộng với 2 NOC phản ứng biến thành NCO2 nhân 2 cộng với N nước nhân 1. Kem thay số mol vào, chúng ta thấy NOC trong X lúc này bằng 0,5 mol.
lấy 0,9 nhân 2 cộng 0,65 nhân 1 rồi trừ đi 0,975 nhân 2. Thế có số mol oxy rồi thì nó cũng chính bằng số mol của nhóm CHO luôn. Đấy, ý tưởng này rất tốt. Nếu bạn nào không phát hiện ý tưởng này mà viết phương trình ra, chúng ta thấy quá nhiều ẩn đúng không ạ? Khi đó ta suy ra số mol bạc của chúng ta sẽ gấp đôi lên bằng 2 lần số mol CHO, vậy được bằng 0,1 mol. Và chúng ta tính được M kết tủa bạc bằng 1 mol bằng 108 gram. Xong. Vậy thì bài này bản chất nó không hề khó, nhưng nó khai thác được cái tỷ lệ của phản ứng tráng gương, một anhít thu được 2 bạc nếu không phải là anhít formic, đúng không ạ? Vậy đề bài này có thể bịa cho em thêm vài chất nữa cũng được, nghĩa là đừng cho anhít formic vào là xong. Chúng ta cùng nghiên cứu tiếp bài tập số 2.